Các bạn, chào mừng các bạn đến với series những chiếc lá rẻ của bên mình. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu, đó là mẫu U-Hip. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Một chiếc U-Hip nha, có gắn đuôi 500 luôn. Nói chung là mấy cái ông làm này thì cũng rất là có tâm. Đấy. Rất là chú trọng cái vấn đề là tiện lợi cho các lá thủ. Đó. Mình nói lại một lần nữa là những cây lá này thì là bằng inox. Inox. Và được đúc nhá. Đúc chứ không phải là cắt CNC hay là cắt hay là cưa dây nhé. Đó, các bạn nghe thấy chưa? Nó là bằng inox. Đó. Cầm khá là nặng. Thì có thể là mình sẽ kiếm một cái cân. Mình sẽ lấy cái cân lên mình cân xem cái thử trọng lượng của nó là bao nhiêu. Hôm nay mình sẽ nói chi tiết hơn về cái cấu tạo và cái số đo của cây lá nhé, cho các bạn biết. Ok, bây giờ mình đã kiếm được một cái cân rồi. Và chúng ta sẽ đi sâu vào cái trọng lượng. Đây, bây giờ mình sẽ cân thử xem nó là trọng lượng bao nhiêu. Trọng lượng của nó là 1 lạng 7. 1 lạng 7 khoảng 8 hoa gì đấy. Nó gần 1 lạng 8. Gần 1 lạng 8 các bạn nhé. Đó, gần 1 lạng 8. Đó. Đấy, thì trọng lượng nó là như vậy. Để anh em nào mà mua thì cũng dễ hình dung về cái độ nặng hay nhẹ của sản phẩm. Đó. Đây. Và mình sẽ cho các bạn biết một cái công dụng của nó. Là cái hít bi này gắn ở cái đít lá này là gì. Đây này, đây là những viên bi nhé. Đây các bạn thấy không? Đây, đây này, đấy. Đấy. Đấy, bi nó dính luôn vào. Thì nó rất tiện cho cái việc là ví dụ anh em mà đi bắn chim này hay là bắn giải trí này. Thì chúng ta chỉ việc là dứt cái viên bi ở đây ra thôi. Chúng ta bắn thôi. Thì nó nhanh hơn, nó lẹ hơn rất là nhiều. Cái mẫu này của nó là thiết kế ra là để cho nó sự tiện dụng mà khi chúng ta mà di chuyển chẳng hạn, chúng ta không cần phải lấy bi ở thắt lưng quần hay là lấy bi ở đâu đó nó mất thời gian. Đây mẫu này này, đấy, hít bi đấy. Thì người ta đầu tư thêm, người ta phải cắt thêm lỗ rồi phải gắn cái cụm 500 này vào thì cũng khá là mắc tiền. Đấy, bây giờ mình sẽ đo cho các bạn biết là cái khổ trạc này nó là bao nhiêu. Đây, số đo 3 vòng đây. Hôm nay mình phải chính thức sờ vào em Ngọc Trinh này. Đầu tiên mà mình sờ vào em Ngọc Trinh U-Hip của tàu này. Đấy. Đấy nha. Đấy. Chuẩn của nó là cái độ rộng trạc ấy. Độ rộng trạc là từ đầu bên này qua đầu bên này. Mình đo là nó được 6/8 nha các bạn nhé. Đấy. Các bạn thấy không? Từ cái 6/8. Thì anh em chơi chơi lá thì hay gọi là chạc 6/8 đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ đo. Mình sẽ đo cái đầu này. Xem nó là mấy phân. Này. Cái đầu này nó là 1/2 nhá. Đầu 1/2. Mình xem đo xem độ dày nó là bao nhiêu. Đây. Độ dày của nó là tầm khoảng 9 ly 3. 9 ly 3 nhé các bạn nhé. Đấy. Thì có thể là nguyên bản của nó là 1 phân. Nhưng mà người ta sẽ phải làm phẳng đi. Cho nên nó mỏng hơn một chút xíu. Xem tổng chiều dài của nó là bao nhiêu. Thực ra ở cái bảng này nó cũng có cái thước này. Nhưng mà mình sẽ đo lại
đại khái khá là chuẩn cho các bạn biết. Đây, đến tầm này. Đây. Đấy, độ dài là 11.4 cm chứ, quên là mm. Đó, chứ dài của cái thân lá này này, nó là 11.4 hoặc 11.5 cm. Chưa kể là cái phần dư của 500 này nhá. Đấy. Thì mình nói sơ qua. Đây là cái chiếc lá mà inox đúc. Mình khẳng định một lần nữa với các bạn là đây là lá inox đúc nhá. Và được đánh bóng bo cạnh sơ. Nói chung là mình là người chuyên làm lá cho nên là mình có thể nói với các bạn một điều như này này. Cái này là bo cạnh sơ, đã bo cạnh một chút xíu. Và được đánh bóng. Đó, sản phẩm thì nhìn thì cũng khá là bắt mắt. Nếu dù anh em nào mới chơi thì một cái sản phẩm như thế này thì nó cũng ok thôi. Không có đến mức là gọi là quá là xấu. Rồi. Nha. Đấy. Thì các bạn biết cái này có giá bao nhiêu không? Đây. Một cái sản phẩm được tặng kèm hai bộ thun. Đấy, trên thị trường không biết mình không biết là người ta bán giá bao nhiêu, nhưng mà mình bán cho các bạn với cái giá là 200.000. 200.000 chưa bao ship các bạn nhé. Cái giá này là cái giá mà mình nghĩ là rẻ nhất hành tinh rồi nhá. Người ngoài hành tinh này bán rẻ nhất hành tinh. Đó. Mình muốn bán cho các bạn những sản phẩm mà thật sự là chất lượng. Chất lượng ở đây là gì? Ý mình muốn nói với các bạn là cái sự an toàn nhá. Cái sự an toàn khi mà chơi lá. Đây là cái lá inox. Cho dù nó là đúc nhưng mà nó vẫn rất là chắc chắn, an toàn. Đấy. Các bạn có nhu cầu mua thì cứ comment hoặc là điện vào số điện thoại mình lưu trên màn hình nhé. 200.000 chưa bao ship. Giá ship thì nó rơi vào tầm khoảng 30.000 đúng không? Chuyên gia về vận chuyển. Em. Đó. Thì mình cũng vừa hỏi chuyên gia xong thì nó rơi vào tầm khoảng 30.000 đến 40.000 thôi. Đó, thì tổng nếu như các bạn mua thì cả tiền ship nữa thì chắc nó rơi vào tầm khoảng 230 hoặc 240. Quá rẻ. Với mình nó là quá rẻ, tại vì là mình bán cái sản phẩm nó cao cấp hơn. Cho nên là cái sản phẩm này nó thực sự là rẻ, quá rẻ. Đấy nha. Đây, bỏ qua cái thằng UHIP này sang một bên. Đây. Một mẫu tiếp theo. Thì nói lại một lần nữa nhé, cái series này của mình là chuyên về dòng giá rẻ cho các bạn. Cho anh em nào mà ngày xưa mà cứ bảo tại sao mà lá anh bán đắt thế rồi, có lá rẻ không? Rất là nhiều, vân vân và mây, nhiều lắm. Thì cái thời điểm đó là mình cũng chú tâm vào cái hàng chất lượng thôi, hàng sản xuất mà kiểu dạng thủ công thôi. Đó, đây. Đây là cây Batman nhé. Batman cũng là inox đúc luôn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Batman inox đúc. Và cái này là cái dạng gài nhé. Dạng gài. Thì các bạn đã chơi thì các bạn biết rồi. Thì mình chỉ giới thiệu sơ qua cho những anh em mà kiểu như là chưa chơi bao giờ. Anh em mà chưa từng mua sản phẩm này bao giờ thì mình giới thiệu sơ qua là cách gài thun như thế nào nhé. Đây, mình ví dụ nhé. Đó, các bạn gập đôi thun lại, các bạn luồn, các bạn đút cái thun vào khe nhé. Cứ có chỗ nào mà nó có lỗ là các bạn đút vào rồi. Đấy. Đút ra đút vô, đút làm sao cho nó vào được thì thôi. Đó. Cho thằng này nó bằng cái cao su cho nên là nó khó, khá là mềm và đút vào thì hơi khó, hơi lâu chút xíu. Đây các bạn thấy không, các bạn đút khi nào mà nó có một cái lỗ này dư ra như này là được. Các bạn cắt một đoạn
thu nóng này, cái đoạn vừa đủ thôi nhá, vừa đủ này. Đấy, cắt một đoạn xong các bạn gài vào, gài xong các bạn kéo này, các bạn kéo nhá. Mình cắt thử, cắt một đoạn luôn đi cho các bạn hình dung được cho nó dễ. Tí này mất công gỡ ra đây. Đây, ví dụ mình cắt một đoạn như này. Các bạn thấy không? Đây, mình gài vào đây. Gài vào đây, xong mình kéo. Các bạn cầm cả hai đầu nhé. Cầm cái phần thừa này là cái phần thun này, các bạn kéo. Đó, các bạn kéo bao giờ nó vào như thế này là được rồi này. Đấy, khi bắn các bạn kéo như thế này nó không thể tuột được. Đó. Thì cái hình thức gài này thì nó khá là đơn giản này. Còn khi nào các bạn gỡ ra thì các bạn cầm này. Các bạn cầm cái thun này này. Đấy, các bạn kéo về. Kéo trở lại. Đấy, các bạn kéo trở lại. Đấy, nó là bung ra. Thì mình tháo ra thế thôi. Nó khá là đơn giản. Đây. Mình phải lau sạch sẽ đi. Thực ra thun thì thun chưa bắn, nhưng mà khéo thì khách hàng lại tưởng là ông này ông bắn rồi, ông để cho cái thun đều đầy cho mình lên. Đây. Một cây ná cũng được tặng kèm hai bộ thun. Đấy. Mặc định là như vậy. Một ná tặng kèm hai bộ thun. Đây, mình cứ để vào đây đã. Để mấy cái thứ linh tinh này vào đây. Và bây giờ là đến cái phần thông số kỹ thuật. Xem cái chặng này nó là bao nhiêu. Đầu tiên là mình đo cái độ rộng chạc đi. Chạc này là chạc 8 nha các bạn nhé. Đây. Chạc này là chạc 8. Batman chạc 8. Inox đúc. Cái đầu chạc thì nó vào khoảng 22. Đầu chạc 22. Khe gài 20. Đấy, khe gài 20. Đó, các bạn thấy không? Và cái lòng chạc đây. Đây. Lòng chạc là khoảng 4 phân 1. Mình lộn rồi. Lòng chạc là khoảng 3 phân 6, 3 phân 65. Đó. Đấy. Thì cái lòng chạc này nó khá là lớn, tại vì nó là chạc 8 mà. Đó. Phù hợp cho anh em nào mà mới chơi. Thì bắn mà chưa quen thì các bạn nên chơi cái chạc rộng một chút xíu. Đấy. Đấy, mình đo xem cái chiều dày của nó là bao nhiêu. Đấy, chiều dày của nó cũng khoảng 9 ly 6. Nó gần được 1 phân nhé. Nó cũng tương đương với cái U-Hip vừa rồi. Mình xem cái chiều dài của nó là bao nhiêu. Chiều dài là 11 phân. Nó vào khoảng 11 phân 2 các bạn ạ. Đó, khoảng 11 phân 1 hoặc 11 phân 2 chiều dài. Chiều dài tổng thể từ trên xuống dưới. Đấy. Bây giờ là vấn đề là mình sẽ cân xem cái trọng lượng của nó là bao nhiêu. Cái này các bạn không cần nhìn, tại vì mình cân thì nó gần như là chuẩn rồi. Trọng lượng của nó rơi vào tầm khoảng một lạng tám. Đó, rơi vào 1 lạng 8 nha các bạn nhé. Cái mẫu này nó khoét khá nhiều cho nên là nó cũng không nặng, khá nhẹ thôi. 1 lạng 8 đó. Thì cái này bán với giá bao nhiêu? 200.000 luôn, bằng giá cây U-Hip luôn. 200.000 một cây inox đúc. Các sản phẩm về inox đúc thì chắc chắn là nó khá là rẻ, nhưng mà cái độ sắc sảo hay tinh tế thì các bạn đừng có đặt nặng nhé. Vấn đề ở đây là mình giới thiệu cho các bạn những sản phẩm mà nó chắc chắn thôi. Hình thức gọi là chấm điểm 6/10 về hình thức và giá tiền. Đó.
Giá tiền thì mình có thể là mình đánh giá là 9 trên 10 vì nó quá rẻ. Đó. Đấy, hôm nay thì mình giới thiệu các bạn với hai sản phẩm như vậy. Một là con Uhit và hai là con Batman. Hai sản phẩm này đều là inox đúc nha các bạn nha. Đấy. Còn mà ví dụ như các shop nào mà nó nói với các bạn là sản phẩm này là cắt CNC hay là gì gì đấy thì tất cả là nói xạo nhá. Đúc là đúc, CNC là CNC và cắt dây là cắt dây. Các bạn nếu mà có chuyên môn các bạn nhìn qua là các bạn có thể biết được. Còn nếu mà không ấy, thì các bạn nên là chọn những cái shop uy tín, có chất lượng, có thương hiệu. Nếu các bạn mua thì nó vừa được giá cả hợp lý và thứ hai là người ta nói đúng sự thật, các bạn không bị hụt hẫng về sau nhé. Đấy, mình mua thì quan trọng nhất là không bị lừa thôi. Chứ cái giá tiền thì đôi khi là có thể lúc này nó mắc nhưng mà sau này nó lại rẻ chẳng hạn. Tức là cái chuyện mà buôn bán thì nó là như vậy. Hôm nay anh bán đắt nhưng mà đến cái thời điểm thị trường nó rẻ thì anh phải bán rẻ. Hoặc là có những người ta bán lỗ vốn luôn. Đấy, như mình đây mình bán hòa vốn. Thì những ông mà đang bán 300 mấy mà gặp mình thì các ông chửi toán loạn lên ngay. Đấy. Nhưng mà cái này mình bán mình chủ yếu là muốn giới thiệu cho các bạn những sản phẩm mà nó đúng chất lượng đấy. Tức các bạn bắn chơi nó vui vẻ mà nó vẫn an toàn. Đó, mục đích của mình là như vậy. Đấy. Các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh nhé. Các bạn nhớ là đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất. Tại vì mình sẽ làm rất nhiều những video về những sản phẩm lá. Không phải là những sản phẩm như này rẻ tiền không, mà có thể là những sản phẩm cao cấp hơn nữa và những sản phẩm mắc tiền nữa. Mình có thể là mình sẽ nhập về, mình sẽ giới thiệu cho các bạn các tính năng của sản phẩm. Đó. Rồi ok, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé.